Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết du lịch tối ngày hôm nay của kênh VTC14, đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, thời tiết miền Bắc tiếp tục ít mưa, trưa chiều, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 34 độ. Cục bộ có Mường La ở Sơn La đạt mức 35,6 độ. Đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, với sự tác động của khối khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, kết hợp với quá trình lấn tây của áp cao cận nhiệt đới nên trời chuyển nhiều mây hơn, khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rông, có nơi có lượng mưa khá như là tại Lào Cai ở mức 129 mm, tại Bắc Mê Hà Giang là 29 mm. Những nhiễu động trong đời gió đông trên cao hoạt động mạnh hơn cũng duy trì mưa rông ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nơi mưa rất to trong ngày hôm qua như là tại Sầm Sơn ở Thanh Hóa 123mm. Sáng sớm ngày hôm nay có Quỳnh Lưu ở Nghệ An là 47mm. Khu vực Nam Trung Bộ còn chịu tác động của giải hội tụ gió hoạt động mạnh hơn, vì vậy mưa cũng diễn ra khá đồng đều. Khu vực Tây Nguyên, mưa rồng cũng duy trì ở trên diện rộng. Mưa tập trung vào chiều tối ngày hôm qua, có nơi có mưa vừa mưa to. Riêng tại Lâm Đồng, có mưa to trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ngày hầu như đều không vượt qua mức 30 độ, thấp nhất trong ngày là từ 19 cho đến 21 độ. Vừa rồi là những xu thế thời tiết chung cho các khu vực trên cả nước trong 24 giờ qua. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong ngày và đêm mai. Trước hết chúng ta sẽ cùng đến với khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ trong 24 giờ tới, thời tiết khu vực này phổ biến có mây thay đổi đến nhiều mây và có mưa rông tập trung tại khu vực vùng núi Tây Bắc. Trưa chiều giảm mây và có nắng. Tại thành phố Sơn La, Lai Châu và Yên Bái, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và rông, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ trong ngày giao động từ 21 cho đến 32 độ. Thời tiết vẫn còn khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Thưa quý vị, bản tả phìn thuộc huyện Sapa, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 17 km về hướng đông, là nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người dao đỏ với nghề thổ cẩm nổi tiếng, nên là một trong những nơi phù hợp để du khách khám phá vẻ đẹp văn hóa của đồng bào vùng cao. Thời tiết khu vực Lào Cai, cụ thể là Sapa, chủ yếu có mưa nhỏ vào thời điểm đêm và sáng sớm trong 2-3 ngày tới. Ban ngày lịch trời tạnh giáo, thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Tuy nhiên trời hơi lạnh, đặc biệt là thời điểm đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất ở trong khoảng từ 15 cho đến 16 độ. Cho nên quý vị cần lưu ý trang bị những trang phục giữ ấm khi đặt chân đến vùng đất này. Rời Sa ba chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực này trời sẽ chuyển nhiều mây hơn. Các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ thì sẽ có mưa, mưa rào và rông. Tuy nhiên lượng mưa phổ biến ở lượng nhỏ nên nhiệt độ giảm nhẹ tại thành phố Lạng Sơn, Hà Giang, thủ đô Hà Nội và Nam Định, đêm và sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù nhẹ kèm theo mưa rông cho nên sẽ làm giảm tầm nhìn cho các hoạt động giao thông vào thời điểm này. Trưa chiều thì trời giảm mây và có nắng, nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 22 đến 25 độ và cao nhất trưa mai là từ 30 cho đến 32 độ. Đêm với khu vực trung bộ ở phía Bắc đều Hải Vân trong 24 giờ tới, thời tiết khu vực này tiếp tục nhiều mây và có mưa rông ở khoảng 1 phần 2 diện tích khu vực. Tại thành phố Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đông Hà, Quảng Trị, trời cũng nhiều mây và có mưa, mưa rào và rông, có lúc có mưa vừa. Không khí mát mẻ về đêm và dễ chịu vào ban ngày, với nhiệt độ trong ngày giao động từ 24 cho đến 31 độ. Khu vực Trung Bộ ở phía Nam đèo Hải Vân, tình trạng mưa rông vẫn còn diễn ra do tác động của rìa Bắc dạnh áp thấp có trục vắt ngang qua khu vực Nam Bộ. Trong đêm nay và chiều tối mai, khu vực phổ biến có mưa rào và rông ở khoảng 1 phần 2 diện tích khu vực, có nơi có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to. Ban ngày thì có lúc giảm mây, trời nắng, nhưng cường độ nắng không mạnh. Cụ thể như là tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa và Phan Răng có mưa rào và rông về đêm và chiều tối khu vực Phan Rang khả năng còn có mưa vừa mưa to nên không mấy thuận lợi cho du lịch. Quay trở lên với các điểm du lịch thuộc khu vực vùng cao Tây Nguyên. Thời tiết tiếp tục nhiều mây và có mưa rông trên diện rộng. Mưa tập trung tại khu vực phía Nam Tây Nguyên, có mưa vừa, một vài nơi có mưa to và rông. Tại Con Tum và Đà Lạt khả năng còn có mưa vừa mưa to, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 21 cho đến 29 độ, riêng Đà Lạt là từ 14 cho đến 22 độ. Khu vực Nam Bộ, thời tiết trong 24 giờ tới tiếp tục phổ biến nhiều mây, mưa rông xuất hiện khá bất chợt, đêm và chiều tối có mưa vừa mưa to. Trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Còn vào buổi sáng thì trời giảm mây và có nắng gián đoạn, nhiệt độ tại khu vực này dao động từ 24 cho đến 32 độ. Cuối cùng như thường lệ là những thông tin thời tiết tại các điểm du lịch biển đảo trên cả nước trong 24 giờ tới. Thời tiết trên các khu vực biển đảo hầu hết đều có mưa rông, nhưng mưa rông mạnh hơn cả là các khu vực như là tại Phú Quý, Phú Quốc. Các tàu du lịch ra vào các đảo cần đề phòng với gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ trong ngày giao động từ 24 cho đến 32 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.